Hi, chào cả nhà mình ha. Thì sáng nay mình sẽ chia sẻ tiếp cái này cho anh em. Thì hôm bữa mình có quay đăng mà mình thanh lý, thì anh kia một anh hỏi là chim hay lông xấu quá, anh muốn mình thay lông cho anh nhanh và quay lại để chia sẻ với lại anh em. Chia sẻ với ảnh chứ không phải anh em. Chia sẻ lại với ảnh. Mình có gọi rồi và ảnh nói giờ anh không muốn bắt nữa, anh hết tiền rồi. Giờ thì mình sẽ quay lại cho anh em xem. Thì nói chung là bé nó đã hoàn thiện xong lông gần xong rồi, chỉ còn con máy thì nó ra đuôi được một khúc như vậy rồi, tí xíu khoảng chừng vài tuần nữa là xong. Thì cặp này mình chia với anh em thì mình có nói rồi 8 triệu, và cái nữa mình bao anh em là bao đẻ bao nuôi con, chứ không phải là chim này nó ăn trứng nó phá con hay là bất cứ thứ gì đó nó liên quan đến là không sinh sản được mình chia sẻ ha. Cái này là mình đảm bảo và mình bao với anh em, và có chim con và có quay cho anh em xem luôn rồi chứ không phải là không quay. Anh em lưu ý giúp mình ha, cái nào có thì nó có, nào không có nó không có ha. Và cái hiệu suất của con này nó đẻ tối đa 4 trứng. Hiệu quả đạt đạt được 4 trứng đó nha. Thì mà ăn khúc cái trứng của mình nha. Và thường á thì nó sẽ đẻ 3, từ 2 đến 3, nhưng mà 4 vẫn có nha cả nhà. 4 thì nó đạt thì khoảng chừng là một hai ổ sẽ có một ổ được 4 trứng. Thì anh em cứ tính đi, thì một mùa chim con thì anh em cứ dễ tính lên thôi. Thì hiện tại thì mình đang muốn chia với anh em để anh em về bảo tồn. Và một cái nữa là con trống này thì mình bao với anh em là nó chơi cánh cực kỳ đẹp, và con máy này cũng như thế. Con máy này nếu mà anh em không muốn ghét cặp này thì anh em bắt ra chơi, và con máy dùng để kích trống thì cũng rất là ok ha. Tại vì anh em cũng biết mình rồi á, mình thì mình hay lựa những con chim nó có tố chất bản năng nó tốt, để có thể là nó sinh ra những con chim nó ok, nó đẹp và nó không có yếu tố nào gọi là có thể chơi được á. Thường thì mình sẽ loại lựa những con là chơi hót hay hay là múa tốt, và những con dụ tốt kích tốt để ghép sinh sản để nó đẻ con ra tốt. Nói nhiều làm gì, quay vào trực tiếp để cho anh em xem. Đây cả nhà ơi ha, đây là hình thông chỉnh sửa không gì hết nha. Nếu mà anh em muốn chỉnh cho đỏ thì mình sẽ chỉnh cho con này nó đỏ thiệt là đỏ luôn cho cả nhà xem. Đó, con máy là con đứng cặp dách ở trên đó cả nhà thấy không, đuôi nó ra thì nó muốn xong rồi. Và con trống thì lại con đang nhảy lộn tổn nè. Đó, con trống thì nó còn 4 cộng hai bên nữa. Thì nói chung là lông mình, lông mặt, lông đầu thì nó gần như là xong 90%. Ok, mình sẽ lên màu cho nó một xíu cho cả nhà xem ha, để cả nhà thấy là nó đỏ cỡ nào ha. Nói chung là những lúc mà mình lên màu mình sẽ báo với anh em, mình xin phép đàng hoàng. Đó. Rồi trả nó về để cho cả nhà thấy họ nó không hắc giọng nữa. Cái này là bò minh đạm ngực xám nha, chứ không phải là bò đỏ nguyên con nha cả nhà.
đó, có nắng vô hừng á thì con chiên của mình nó lại khác nữa. Chữ là bộ má nó, bộ má nó to ok. Nói chung mà chim này mình sẽ bao anh em đảm bảo toàn bộ hết ha, từ đầu tới cuối luôn ha. Và cái AB của mình cũng khá là nhỏ bé chứ không có to tái gì đâu. Còn anh em bắt thì anh em có thể là lấy luôn cái tổ này về, cái nung kéo dừa này nó cũng xé tan nát thôi. Mà nó đỏ là do cái tấm bên kia ha, chứ không phải là do mình chỉnh nha. Chỉ có ở trên này á thì nhìn nó mới chính xác hơn à. Ở trên này nó không có cái gì màu đỏ đỏ gọi cho nó hết á. Đó. Anh em nào muốn ghép thì alo cho mình ha. Số điện thoại mình có ghi sẵn cho mình màn hình luôn, nằm ở bên góc trái nha cả nhà. Là 0929 887 346 nha. Ok, rồi mình cũng xin kết thúc video luôn nha. Anh em nào không tin thì cứ hỏi là tới nhà xem mà bắt ra luôn. Và bắt ra như thế nào thì anh em tới nhà mà mình sẽ bắt cho anh em xem. Nói chung là cái cửa thì nó chỉ có chút ác như thế này thôi. Đây, nhưng mà mình làm sao mình có cách để mình làm cho nó ra.